Vâng, ở khu bên này tôi sẽ quay cho quý vị xem những cái tác phẩm, một số những cái cây cảnh được trồng trên những cái chiếc bè cũ và bè cổ. Tôi sẽ đi từ cái cây có cái bè màu vàng này. Hôm nào bác các bác sang, hôm nay mời cả bác Vinh Vinh Nguyễn anh em. Cả đây thì cây em... cây này của chú đây. Vâng, cây này. Vâng, đây là một cây xanh cổ. Cây xanh này rất là già, sóc thụ, ngồi trên một bệ đá, cây khá lớn. Vâng, sao anh lại có một cái quan điểm là làm cho nó cái chậu màu vàng này? Mình muốn làm cái thứ nhất là tôn được cái cây, cái thứ hai thì gây sự chú ý đam mê của anh em. Vâng, tôi sẽ lấy hướng đối diện. Anh thích màu vàng? Mình cũng mới mua về được một tháng, thì vừa rồi đưa đi triển lãm Nam Định. Vâng. Thì cũng được anh em đánh giá rất là cao và được tặng thưởng một cái giải vàng. Dạ vâng. Hôm nay đưa sang cái này. Cổng đấy, cổng ngoài đấy. Vâng, tôi cũng vừa mới đến đây thì nhìn thấy anh. Vâng, đây chủ nhân. Cây này nó là một cái cây cổ rồi. Rồi. Cây xanh quê cổ. Gì chữ này khó biết. Phong thụ Tản Vân. Tên Nguyễn Huy Toàn. Nguyễn Huy Toàn của Phổ Yên Thái Nguyên. Ở Phổ Yên đợt này mang xuống nhiều cây không anh? Phổ Yên mang đi 15 tác phẩm. 15 tác phẩm. Vâng, một cây xanh cổ. Bây giờ xu hướng của những người chơi là đi săn đồ cổ. Những cây cổ cũng có cái nét đẹp riêng của cây cổ. Và nó có cái quý ở giá trị thời gian. Những cái phần tác động của con người có thể tác động được vào thân bệ tay cành, nhưng mà không thể tác động vào cái thời gian của tác phẩm được. Tức là đá nó cũng đã lên rêu. Vâng. Mà trên thân cây, những cái khe cây nó đã lên rêu. Đây trên đây là có cả cây lan này đang ký sinh trên này. Cây thì là của ông chủ, thế còn lan này của bà chủ. Chị đây à? Đây là bà chủ. Vâng. Đây hai vợ chồng nhà anh Toàn. Đây. Anh chị đứng vào em xin kiểu ảnh nha. Vâng, cái kiểu này nhìn rất là đẹp. Một đôi vợ chồng. Thế là được cả đôi. Nhìn rất hạnh phúc. Vâng, chiếc chậu nhìn rất rực rỡ. Đây là sơn vàng nha anh nhỉ? Nhũ vàng mà. Nhũ vàng. Sơn PU, bắn PU hay là sơn màu. Rất nhiều kiểu. Tôi sẽ đi sang với bên này, quay cái với đường bên này. Một tác phẩm song thụ phải nói là rất già. Một số anh em cũng thắc mắc với tôi là tại sao có những cây nó lại đắt như thế. Đắt ở điểm gì? Thứ nhất là điểm thời gian. Cái thời gian thì không ai làm ra được. Cái điểm thứ hai là có tính nghệ thuật và tính nhân văn. Tại sao cái cây cảnh của Việt Nam và cây cảnh của Trung Quốc có nhân văn rất cao? Về tổng quan thân bệ tay cành thì có độ côn giật, và thân cây thì có biểu tượng như một như hai người đứng song song. Tên cây thì tôi cũng chưa biết cây này đặt như thế nào cả. Và bên này là một cây xanh cũng được trồng trên chiếc bè cũ và có cái bộ rễ đã tràn khỏi chậu. Không, cái loại cả con tốt mà phá rồi cũng được mà để nguyên bản.
cây già. Vâng, đây cũng là một tác phẩm xanh cổ. Một chiếc bè cũ. Vâng, có lẽ đây chính là cái chậu cũ của ngày xưa. Chậu vôi cát. Dễ ôm chặt những cái chậu này, già méo. Vâng, càng ngày cái thú chơi của người Việt càng phong phú. Có cây nghệ thuật, có cây già cổ. Thời thế hiện nay khi người dân đã có điều kiện thì lại thích chơi những cái món đồ chơi. Trong đó có cây cảnh nghệ thuật này là một trong những môn nghệ thuật. Đây, cái tác phẩm này ôm cái khối đá, cây khá già. Phải nói là có bộ rễ ôm đá rất đẹp, nhìn rất phê. Vâng, một chiếc bè cổ. Mặt sau của cây này cũng rất ấn tượng. Mới đầu tôi cũng chỉ hình dung là họ chơi cây cảnh thì để lấy cây đẹp. Nhưng thực sự không phải. Đâu chỉ có đẹp bề ngoài mà còn cái vẻ đẹp của nội tâm. Chơi đồ cổ cũng là một lối chơi, một phong cách chơi. Người chơi chỉ cần nó cổ thôi. Còn về mà tác động thêm được thì cái tác phẩm có tính nghệ thuật nữa thì giá trị lại càng cao. Đây là chiếc bè cũ. Và tôi sẽ đi chi tiết vào gốc bè của cây này. Vâng, cây xanh lá chất rất đẹp. Bởi vì có quá nhiều loại xanh cho nên tôi cũng chưa nhận biết hết được. Vâng, tôi sẽ lấy hình tổng quan một lần nữa cho quý vị xem cái dàn cây cảnh được trồng trên những chiếc bè cổ, bè cũ. Cây đẹp, bè đẹp rồi. Cây này phá thế mà. Cây này trước thân dính rồi này. Phá thế dễ thành dưới. Nó kết được cái bộ bẹ này, bộ thân bẹ dễ này, ôm đá. Hình tiến, lặn ra. À, cây hình tiến. Cây hình tiến, cây
Anh Toán ơi, sắm cho một cái bẻ cổ nữa. Vâng, đang tìm anh ạ. Kìa, chú bảo cho đẻ mấy cái. Cái đấy hơi bé. Vâng. Sếp Thịnh, Sếp Thịnh là một trong những người không thể thiếu được trong cuộc triển lãm những lần ở trong tỉnh Bắc Giang. Cái này già quá, chỉ như bông tay mới là. Đấy. Đây, như anh Toán anh vừa giới thiệu bác Thịnh. Rồi rồi. Làm về bên chuyên môn đấy. Chuyên về cây cảnh. Mấy lần trước là trưởng ban giám khảo. Vâng. Về chấm cho các tác phẩm. À, thế là bác chấm tác phẩm. Rồi rồi rồi. Trưởng ban. Nhưng mà có khi lại giao sắc lại không thèm gọt chuôi. Rồi. Vâng. Cái chấm cây cho người, cái cây của mình lại không chấm. Về cây sinh quê. Vâng. Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong video sau. Xin chân thành cảm ơn.